cùng với các xã thị trấn trên địa bàn huyện, sáng ngày 29 tháng 10, xã Quang Hiến tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho 66 trên 111 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở các thôn trong toàn xã. Tới dự động viên thanh niên khám sơ tuyển có thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quang Hiến. Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quang Hiến đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020. Trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quang Hiến đã phát lệnh gọi 66 thanh niên đủ điều kiện đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Để công dân tham gia khám tuyển đông đủ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Quang Hiến đã tổ chức phát lệnh gọi trước đó 15 ngày để cho công dân có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc về tham gia khám tuyển. Đặc biệt là những công dân đang đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia khám tuyển theo đúng thời gian quy định. Được gia nhập quân ngũ là niềm vinh hạnh và tự hào của các thanh niên như chúng cháu ạ. Cháu và gia đình rất là mong muốn được gia nhập quân ngũ lần này, cho nên là ngay sáng sớm cháu rất là hồi hộp, cháu đã ra đây rất sớm để được sơ khám. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 66 trên 66 thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt yêu cầu khám tuyển, thể hiện được trách nhiệm của người thanh niên đối với Tổ quốc. Trong số thanh niên được phát lệnh khám sơ tuyển lần này có một đoàn viên thanh niên tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Tại buổi khám, hầu hết đoàn viên thanh niên tới nơi tập trung khám sơ tuyển đúng giờ và thực hiện tốt quy trình khám tuyển.